Chúng ta có thể để nằm khối pin hoặc là để đứng như thế này cũng được mọi người này. Đây là khối pin sau khi hoàn thiện nhé. Nó sẽ có hai quai sách hai bên này. Đây bên này một cái nữa. Có những cái vách tản nhiệt cho cái mạch của chúng ta. Mạch sẽ nằm ở cái khoảng này. Bên dưới là có 8 cell pin 3,2V 150Ah. Thì chúng ta sẽ đấu hệ 8S như khối này là 24V 150Ah. Nó lưu được tầm 3 ký điện. Có hai cọc đầu ra dương và âm này. Đây, hoàn thiện cho khách hàng khối pin này. Anh em có thể để nằm hoặc để đứng đều được. Mọi người cần đóng những bộ pin như thế này có thể liên hệ bên em qua số Zalo là 0375 122 365 hoặc là 0382 124 123 mọi người nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.